Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, 15 phút chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 29 tháng 6 năm 2019, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin quan trọng sau đây. Hội nghị sơ kết một năm thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tây Ninh và tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia. Tây Ninh tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen, cờ bạc ở tỉnh. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tại Tây Ninh diễn ra an toàn, nghiêm túc. Cần làm rào chắn dọc đường bờ kênh Tây. Trong chương trình có phóng sự phòng chống bạo lực trong gia đình do phóng viên Quang Khải thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm nay 29 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và Ban Hành chính tỉnh Svay Riêng đồng tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện thỏa thuận hợp tác hai tỉnh giai đoạn 2018-2022. Tham dự hội nghị về phía đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, có ông Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Về phía đại diện Ban Hành chính tỉnh Svay Riêng, Campuchia, có ông Ben Vipon, tỉnh trưởng tỉnh Svay Riêng, cùng lãnh đạo các sở ban ngành có liên quan để tham dự. Tại hội nghị nghi thức ký báo cáo sơ kết một năm thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và tỉnh trưởng tỉnh Svay Riêng đã diễn ra với sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo hai tỉnh. Trong khuôn khổ quan hệ hợp tác song phương toàn diện với phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài, hai bên đã tích cực triển khai nội dung bản thỏa thuận hợp tác và đạt được những thành tựu trên các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, giáo dục, thể thao, văn hóa, y tế và các lĩnh vực khác. Trong niên vụ 2018-2019, có 9 doanh nghiệp Tây Ninh hợp tác sản xuất nông sản, đặc biệt là mía tại tỉnh Svay Riêng với tổng diện tích trên 5.000 ha. Sản lượng nguyên liệu dự kiến vận chuyển về Tây Ninh cung cấp cho các doanh nghiệp chế biến đường trên địa bàn tỉnh gần 330.000 tấn. Lực lượng chức năng hai bên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, thường xuyên phối hợp tuần tra song phương, chủ động ngăn chặn kịp thời, giải quyết nhanh chóng và có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới, trên tinh thần đoàn kết hữu nghị, hợp tác, không để xảy ra các hoạt động tuyên truyền, gây rối nhằm gây mất ổn định về an ninh trật tự trên khu vực biên giới giữa Tây Ninh, Việt Nam và tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Ngày 28 tháng 6, Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen, cờ bạc trên địa bàn tỉnh từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 15 tháng 6 năm 2019. Đến dự có Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen, cờ bạc trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân triển khai đợt cao điểm tại phòng cảnh sát hình sự với trên 300 cán bộ cảnh sát tham gia. Kết quả thực hiện được công tác phòng ngừa tội phạm đã phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra 69 cơ sở với 127 máy bắn cá để được cấp phép hoạt động tại huyện, thành phố. Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể ở địa phương tổ chức bốc gỡ trên 500 băng rôn và xóa gần 15.000 giấy quảng cáo, thu giữ 325 cạc quảng cáo cho vay tiền. Tại hội nghị, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trao bằng khen cho 9 tập thể và 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tấn công và trấn áp các loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen, cờ bạc trên địa bàn tỉnh. Sáng hôm qua 28 tháng 6, tại Hội trường Sở Giáo dục Đào tạo Tây Ninh, Liên ngành Tư pháp Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ liên ngành cho gần 600 cán bộ là thẩm phán, thẩm tra viên, điều tra viên, kiểm sát viên, kiểm tra viên và hội thẩm nhân dân hai cấp tỉnh Tây Ninh. Dự hội nghị có ông Chu Xuân Minh, thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, ông Bùi Đức Xuân, chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Văn Mông, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Phát biểu khai mạc, ông Bùi Đức Xuân, chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, để thực hiện tốt yêu cầu cải cách tư pháp theo tinh thần nghị quyết số 49 NQTW của Bộ Chính trị và xu hướng phát triển của xã hội, mỗi cán bộ cần phải không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng xét xử thông qua công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, tự nghiên cứu và không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo một quyết định của cơ quan tòa án sau khi ban hành phải đúng pháp luật,
có tính thuyết phục cao, được các bên thừa nhận và xã hội đồng tình, không xét xử quan người không phạm tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Bên cạnh đó, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn với tinh thần học tập nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm để nắm bắt được những kiến thức mới, những kinh nghiệm thực tiễn của các giảng viên để phục vụ tốt công tác trong thời gian tới. Hội nghị tập huấn diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 6 năm 2019 với các nội dung, những vấn đề cần lưu ý, rút kinh nghiệm trong việc áp dụng Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật hình sự và Bộ luật trong thực tiễn giải quyết án. Thưa quý vị, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 đã chính thức khép lại. Kỳ thi năm nay tại tỉnh Tây Ninh đã diễn ra an toàn nghiêm túc. Trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, tỉnh Tây Ninh có 8.740 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 611 thí sinh chỉ dự thi để lấy bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông, 274 thí sinh chỉ thi tuyển sinh, 7.855 thí sinh còn lại dự thi với hai mục đích xét công nhận tốt nghiệp và đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng. Năm nay, tại tỉnh Tây Ninh được bố trí 16 điểm thi với 367 phòng thi đặt tại các huyện, thành phố. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, ngoài một số thí sinh không thể dự thi vì bệnh tật hoặc bỏ thi không có lý do, toàn tỉnh không có thí sinh hoặc giám thị nào vi phạm quy chế thi. Lực lượng Công an Thanh niên Tình nguyện đã thực hiện tốt công tác phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh tới các địa điểm thi đúng giờ, an ninh trật tự khu vực phòng thi được duy trì. Vừa qua, Hội Nông dân thành phố sơ kết công tác và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019. Trong 6 tháng qua, Hội Nông dân thành phố và các phường xã đẩy mạnh các phong trào thi đua đạt kết quả khả quan, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Cụ thể, đã có 4.600 hộ đăng ký phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi năm 2019, đạt hơn 102% chỉ tiêu. Giới thiệu và nhân rộng các gương nông dân điển hình, các mô hình sản xuất hiệu quả như mô hình cấy mô qua lan ở phường Ninh Sơn, mô hình trồng mãng cầu sen mít Thái ở xã Tân Bình để các hội viên nông dân học tập. Hội nghị cũng sơ kết 5 năm thực hiện quyết định 81 ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân và sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 6 về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, dẫn động nông dân trong tình hình mới giai đoạn 2004-2019. 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường các biện pháp thanh tra kiểm tra, chú trọng vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực. Công tác kê khai, công khai tài sản thu nhập được chỉ đạo thực hiện đúng quy định, chỉ đạo các ngành chức năng triển khai thực hiện đề án tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên và tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật năm 2019. Về công tác phòng chống tham nhũng, đã tổ chức công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2018 theo đúng quy định, trong đó đã phát hiện xử lý 2 trường hợp xử lý trách nhiệm thủ trưởng đơn vị để xảy ra tham nhũng 3 vụ. Thực hiện 32 cuộc thanh tra hành chính, chủ yếu thanh tra các lĩnh vực tài chính ngân sách 14 cuộc, còn lại là các lĩnh vực đất đai, quản lý hành chính, xây dựng cơ bản. Qua thanh tra kiểm tra đã phát hiện vi phạm và kiến nghị thu hồi số tiền 2,3 tỷ đồng và gần 450.000 mét vuông đất. Hiện nay, nhiều đoạn của kênh Chính Tây được bê tông hóa. Bên cạnh những hiệu quả tích cực của việc bê tông thì cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cần khắc phục. Việc bê tông hóa tuyến kênh góp phần giảm thất thoát nước, đảm bảo cho việc tưới, an toàn kênh cũng như là tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, thực tế sau khi bê tông hóa cũng tiềm ẩn rủi ro mất an toàn cho người dân không may té xuống kênh bởi luồng nước rất sâu, không có vật bám giữ như trước khi bê tông. Trong khi hiện nay dọc tuyến kênh làm mới từ K13+072 đến K36+560, trong đó toàn bộ mặt đường hai bên bờ kênh được nâng cấp thành đường quản lý, bố trí cọc tiêu hai bên mép kênh, khó đảm bảo an toàn cho người dân không may té xuống kênh. Do đó, việc làm rào chắn đường bờ kênh Tây là rất cần thiết. Nhận thấy vấn đề này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi dầu Tiếng Phước Hòa khảo sát và đang đề xuất giải pháp khắc phục. Thưa quý vị, gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi sinh thành, dưỡng dục, gây dựng nhân cách, đạo đức và nhận thức của con người.
xây dựng một gia đình hạnh phúc là điều mà tất cả mọi người trong chúng ta ai cũng mong muốn. Để xây dựng một gia đình hạnh phúc, điều đầu tiên là cần nói không với bạo lực. Phóng sự do phóng viên Quang Khải thực hiện. Thị trấn Dương Minh Châu không có trường hợp bạo lực gia đình nào xảy ra bị xử lý hành chính và xử lý hình sự. Có được kết quả này, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể đã phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phòng chống bạo lực trong gia đình. Bạo lực gia đình ở thị trấn Dương Minh Châu trong thời gian qua thì không có vụ việc mà dẫn đến là bị xử lý vi phạm hành chính cũng như là hình sự. Nhưng mà cũng có một vài trường hợp là nhen nhóm về cái bạo lực gia đình. Và công an thị trấn và phối hợp với cái hội phụ nữ của thị trấn thì thường xuyên hàng tháng, hàng quý là có đến là tuyên truyền tại các khu phố. Thông qua cái buổi tuyên truyền thì tuyên truyền cho người dân hiểu được bạo lực gia đình là gì, rồi nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng bạo lực gia đình, hình thức xử lý đối với người mà có hành vi là bạo lực, gây ra bạo lực gia đình, và cái cách phòng tránh để cho người dân hiểu được và làm theo. Nói không với bạo lực, nói không với đòn roi là một trong những phương pháp giáo dục mà nhiều gia đình tại thị trấn Dương Minh Châu hiện nay đã lựa chọn để phòng chống bạo lực gia đình. Không nên đánh con. Khi mà đánh con á, rồi nó sẽ có những hành động là thiếu suy nghĩ, rồi xảy ra cái tình trạng là nó sẽ trốn học nè, rồi đi chơi với bạn bè xấu nè. Không nên là phải con phải làm thế này, con phải làm thế kia. Không nên so sánh con với người khác nữa. Bằng những hành động mà việc làm cụ thể của mình á, con nhìn thấy sẽ học hỏi theo. Thì ngày xưa thì theo truyền thống ông bà là thương con cho roi cho vọt, nhưng mà bây giờ mình thương con thì mình cho lời ăn tiếng nói và những đúng và những cách của mình sống như thế nào để cho con cái cháu chắc nó nhìn theo, để nó là ông bà một mực thì con cháu thảo hiền. Có nghĩa như vậy là không có dùng bạo lực, nhưng mà chỉ dùng những lời nói trên nhân cách là con người, vì tại vì nó nhỏ nó vẫn có cái phẩm chất của nó, nhân cách của nó, thì mình phải lựa những lời nào hay tốt mà mình khuyên nó. Còn tuyệt đối không dùng bạo lực, tại vì khi bạo lực đến với nó thì nó thấy, thứ nhất là nó nhớ suốt đời, thứ hai nữa là nó sẽ diện mại sau này nó bắt chước mình, nó sẽ đánh lại con cái của nó nữa. Thì cũng nói chung là cuộc đời con người cứ đánh nhau hoài mãi vậy thì không thể được. Thị trấn Dương Minh Châu luôn quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, giúp mỗi người nhận thức đúng đắn hơn về vai trò của mình đối với việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, phòng chống bạo lực gia đình. Rất cần có thêm nhiều chương trình tuyên truyền thu hút sự tham gia của nam giới, phụ nữ, trẻ em vào công tác phòng chống bạo lực gia đình. Phần cuối chương trình thời sự tối nay là thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tình hình tai nạn giao thông xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm bị thương một người diễn biến như sau. Vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 28 tháng 6 năm 2019, trên tuyến quốc lộ 22B thuộc ấp Tua 2 xã Đồng Khởi huyện Châu Thành, xe ô tô tải biển số 70C04739 do Đặng Tấn Minh sinh năm 1997, ngụ xã Chà La, huyện Dương Minh Châu điều khiển lưu thông theo hướng từ ngã ba Vịnh về Ủy ban nhân dân xã Đồng Khởi. Khi đến địa điểm trên xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 70B20770 do Huỳnh Văn Bình sinh năm 1980, ngụ khu phố 4 thị trấn Tân Biên điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả anh Bình bị gãy chân trái và tay trái, xe mô tô hư hỏng nặng. Nguyên nhân được xác định là do anh Bình điều khiển xe mô tô đi không đúng phần đường quy định. Công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức 217 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện lập biên bản 180 trường hợp vi phạm, gồm 26 ô tô, 154 mô tô, tạm giữ 84 phương tiện vi phạm, tuyên truyền nhắc nhở 38 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu là người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia vượt quá nồng độ quy định 64 trường hợp, chuyển hướng 20 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 20 trường hợp, vượt đèn đỏ 14 trường hợp, chạy quá tốc độ 15 trường hợp. Còn lại là các hành vi vi phạm khác. Tình hình tai nạn giao thông đường thủy, tuần tra kiểm soát phát hiện nhắc nhở 3 trường hợp vi phạm nhỏ.
Nội dung công tác tuyên truyền, Điều 15 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 quy định về chuyển hướng như sau. Khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ. Trong khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dụng phải nhường đường đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ. Nhường đường cho xe đi ngược chiều và chỉ cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác. Trong khu dân cư, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dụng chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo quay đầu xe. Không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, trong hầm đường bộ, đường cao tốc, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất. Quý vị thân mến, chương trình thời sự tối nay đã hết. Kính chúc quý vị có kỳ nghỉ cuối tuần thật hạnh phúc. Quý vị có thể xem lại các chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh trên YouTube Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.